ai là trẻ trâu đang chơi gì nhỉ? Trẻ trâu lăm bố kìa, trâu cu đinh đang làm gì ấy? Ui, ui, đang làm gì kia? Ui, tỉ thí võ thuật mọi người ạ. Hay quá nhỉ? Ui ui, hay để mình vào mình xin chơi cùng à. Ui ôi, anh em chơi gì ấy? Hai anh em chơi gì nhỉ? Chơi lâu rồi. Ui, em vừa đi ở dưới cái đánh điện tử về mà. Điện tử á? Ừ. Em đánh cho đi để anh đang múa kiếm. Ui, hai múa kiếm thì vui cho em chơi với. Không được, múa kiếm bắt hụi. Ui, nhưng mà bắt hụi thì em bắt được mà. Không, mày kiếm bắt, mày là gì kiếm bắt? Đây đây, anh có hai kiếm thì anh cho em mượn cái. Không, anh yếu là cái hai cái rồi. Cái rồi. Ôi, thế cho em mượn. Không được. Ừ, cho em mượn cái. Ui. Ui. Wow. Anh em rõ là anh múa giỏi thật. Anh múa giỏi không? Ui giỏi. Nhưng mà em đừng có câu chuyện đàng hoàng để mượn kiếm anh. Kệ anh. Ui anh có hai cái kiếm thì cô Đinh có một cái, anh cho em mượn một cái em chơi với. Có nên cho cô Vương kiếm không nhỉ? Thôi, không cho luôn. Cứ anh là đồ nhà nghèo không có kiếm chơi. Sao lại không cho em chơi? Em là nhà nghèo không chơi, sao chơi? Nhà nghèo nhưng mà bao nhiêu lần này em giúp đỡ các anh mà bây giờ có cái kiếm thì không cho em chơi. Anh đi ra. Bao giờ có kiếm thì cho chơi thôi. Thôi. Đi ra mà. Anh cho em cầm thử kiếm một tí thôi. Không được. Đây là kiếm Spider-Man xịn sầu của anh này. Ồ, Spider-Man này. Ui, Spider-Man này kiếm của anh Hùng. Kiếm của anh vớ vẩn. Còn đây là kiếm Minecraft. Kiếm Minecraft của anh Hùng. Vớ vẩn đánh như trận mình. Đây là đao hải tặc. Ui, đao hải tặc này cũng là của anh Hùng. Anh Hùng nào? Anh Hùng. Ồ, thế là khinh thường em đúng không? Đúng. Ai, bây giờ đây em có kiếm em không thèm chơi bọn anh nhá. Ok, đi kiếm. Nhớ đấy, hai nhớ đấy. Mấy kiếm lọ, mấy kiếm đẹp. Ôi, em xin ơi, ôi, ai rồi, ai, em xin, ơi. Vâng. Ok em ạ. Có mấy cái kiếm lọ khinh thường mình không cho mình chơi. Bao nhiêu lần mình giúp đỡ như thế mà bây giờ có tí đồ chơi không cho mình chơi mừng ạ. Rất là cay. Thôi nhá, đã dám khinh thường Minh Vương thì bây giờ Minh Vương đi mua kiếm xịn về nhá. Cho hai bố biết mặt luôn nhá. A few moments later. Anh em ạ, đấy, mình vừa mới ra chợ, mình mua được một cái kiếm gọi là kiếm 6 sao siêu xịn. Này, anh em nhìn đẳng cấp chưa? Cái kiếm này mấy đội trẻ trâu lăm ngố luôn. Trẻ trâu lăm ngố, trẻ trâu cu linh làm gì có tuổi mà chơi kiếm xịn như mình. Đấy, còn nói thật với anh em nhá, mình thì lấy đâu ra tiền. Vừa ấy mình gọi cho anh Hùng, nhờ anh Hùng anh ấy chuyển tiền để đi mua kiếm mọi người ạ. Về để khinh thường lại hai bố này, dám khinh thường Minh Vương nhá. Khinh thường Minh Vương là không bao giờ có một cái kết cục đẹp đâu nhá. Đấy, ok nhá, bây giờ mình sẽ review qua cho anh em xem cái kiếm 6 sao của mình vừa đi ra ngoài chợ mua đẳng cấp kia đó. Đấy, tang 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 tang, ghê chưa? Đấy, kiếm 6 sao phiên bản Hollywood. Cái kiếm này thì nó cũng chỉ như cái kiếm bình thường thôi, nhưng mà cái nó một cái pha bật đèn đây à. Ui ôi đấy, ghê chưa? Ui, thành bảo kiếm luôn. Giờ mình vào mình khinh thường lại bọn trẻ trâu kia nhá. À, hai trẻ trâu ơi. Em xin lỗi. Anh vừa em có gì em lỡ lời thì canh xin bỏ qua cho em. Không anh bỏ qua. Anh cho em chơi với. Ừ, anh cho em chơi với. Không được đâu em ơi. Có kiếm thì chơi thôi. Thế thì thôi, em nói thẳng với anh này em không cần. Đây này. Thôi thì thôi. Này. Ui. Thấy gì á? Này bỏ tay ra nhá. Nó đây là gì đây? Ui, con bật được nhạc. Kiếm mình hỏng rồi. Thôi vâng. Bây giờ. Chọc choang. Bây giờ đánh nhau thử không? Chơi không? Chơi luôn. Chơi vào đây. Tuổi gì? Ấy năm ngố, năm ngố về phe ai? Thấy rồi, bây giờ một mình cu Đinh rồi. Một mình cu Đinh. Anh để em xử lý cu Đinh cho anh xem. Minh Vương tuổi gì? Ui, sợ vậy? Cu Đinh làm gì có tuổi mà. Chưa nhá. Đưa kiếm đấy, tinh chưa kìa. Anh em đưa ăn cơm ngay. Thôi, bây giờ để cô Ninh lại tí còn bẫy hút ghi. Thôi được rồi. Cho mượn kiếm này đi. Để anh mượn anh xem kiếm này như nào. À đây cho anh em xem cái kiếm. Ui, kiếm này giống như của con rồng ấy nhỉ. Ui, trông đẹp vãi, còn có đèn này. Cho tớ mượn nhưng mà để. Ui. Bạn bạn để tớ làm bạn múa kiếm mà. Kiếm này là cái kiếm thần ông đại hiệp 6 sao à? Đúng rồi, thần ông đại hiệp 6 sao ấy. Ui. Thôi. Ui. Bây giờ.
Không, nhưng mà cái kiếm này đẳng cấp thật các bạn ạ. Nhìn này, màu xanh đồ hơi bị đẹp luôn. Đẳng cấp luôn, như kiếm thần long đại hiệp 6 sao của em nó khác nha. Cái kiếm loại này, kiếm loại này là đấy. Ủa, nhưng mà anh nhân tiện có kiếm này tí nữa anh em mình có xử lý thằng Cookie không? À nhưng mà bây giờ là phải gọi anh Hùng lên. Ừ đúng rồi. Thế thì anh gọi anh Hùng đi. Thật ra nha, cái kiếm này em phải vừa em vay tiền anh Hùng để em mua. Vừa mua, thế bây giờ gọi anh Hùng lên bẫy Cookie cùng. Không gọi anh, được, gọi anh Hùng lên em bẫy Cookie. Bây giờ mày thì mày mua đấy, nhưng mà tiền là tiền của anh, nên tốt nhất là kiếm này là của anh. Ừ, nhưng mà anh vừa bảo là anh cho em dùng ấy. Thôi, anh nghĩ lại rồi, mày dùng ấy mày chỉ có phá vỡ mấy lần rồi nhá. Đây này, như cái này là mày đập ra vỡ rồi này. Dùng vỡ hết. Đấy. Bây giờ còn không có đèn. Bây giờ không có đèn là cái này không có tác dụng rồi, cái này chỉ dọa thôi, còn cái này mới tác dụng này thôi. Mày không biết dùng, mày chỉ đứng ngoài thôi. Thì em không chơi, em bẫy là đi. Thế mày phải làm mô nhử chứ. Hả? À, ui, nó dỗ em ơi. Ui, dỗ rồi. Thế thì bây giờ sao rồi? Bây giờ nó không biết dùng, nó tàn phá rồi. Đây này, nhà bao nhiêu thứ rồi có chạy được cái nào đâu. Thôi bây giờ em nghĩ bây giờ mà Húc Ghi vào là anh em không đấu lại nó đâu. Không đấu lại được á? Đánh chết thử lại nhá. Xem Húc Ghi là cái gì, xem có sợ cái quả kiếm đầu bò này không nhá. Quấy, chắc lắm. Tí nữa em có thể lấp vào trong cái này được không? Ừ. Có sợ nó biết đồ đánh em trong đây không? Không sợ, anh sẽ tí nữa anh sẽ lấp vào đây. Anh lấp trong này nếu mà thấy nó mà bây giờ hai trường hợp nhá. Nếu mà nó tấn công em, anh sẽ từ đây anh ra. Còn nó tấn công anh thì em phải chui từ cái thùng này em ra. Em hiểu không? Đấy, đây em ở chỗ này đi. Đấy, anh em mình gọi là gần sát nhau luôn là gì nữa. Ok anh chưa? Phải đừng để em bị bắt nha. Không bắt được em này. Bẫy nó phải uy tín, có chui vào không? Đấy anh ấy cho. Ui giời. Xem quả kiếm này nó có sáng không. Ui. Wow. Khét luôn này anh em ạ. Đúng là kiếm 6 sao khác sáng trưng này anh em ạ. Quả này chấp hút đi một mắt anh em nhé. Ui giời, làm có chui đây à? Em ở đây có sợ đồ không? Không đồ được. Cẩn thận nhé, tí phải nhớ ra nhé. Hình như nghe tiếng thằng Hobby tới rồi. Đây. Chết. Lật. Nghe nó đâu. Nghe tiếng nó đi gần lắm anh em ạ. Tuổi gì? Ui. Chạy. Nó thử mấy con kia cắn đấy. Được. Có đây sao đây? Ui.
Ui anh em ơi, ôi nó vẫn con búp bê đây này, con búp bê này cắn này. Ủa sao à, ui có bắt được không? Nó chạy luôn à? Thằng đấy nó dùng cái gì sáng sáng ấy, nó để quên con đi. Ui ôi không kia vào, quay đi, chết rồi, nó lấy mất con búp bê rồi, lấy mất búp bê rồi sao ạ? Ê chán nhỉ, chết rồi, nó lấy con này là về là nguy hiểm ấy, thôi đưa cái kiếm này đây cho anh.